Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp tổ chức hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Theo đó, các đơn vị gồm Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam Incham, Bộ Công Thương Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, Câu lạc bộ Doanh nhân Họ Trần, BNI Sài Gòn Chapter, Ngành Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ khối đại học cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh, Công ty sổ số, số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần 247, Công đoàn công ty cổ phần 247 đã ủng hộ với tổng số tiền hơn 8,8 tỷ đồng. Tính từ khi phát động đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 186,6 tỷ đồng ủng hộ cùng nhiều hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm, nhiều yếu phẩm thiết yếu.